Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, nhan giả chí thành đăng bảo an nguyện cầu đệ tử bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Nhật tăng huy kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng y chói chói hiệu Phật này gì y đà ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật dưới trên cửu long ý phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn đức tòa thì ngai vàng sợ sợ ơi phóng hào quang rực rỡ vân niên đi
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Na Tăng Thiên Già Na Đức Hộ Pháp Ma Di Đà Thiên Tướng Vận Thần Thông Thiên đình
Quán Thiên Công Chúa Quế Quỳnh đôi bên, hội Quỳnh Tiên khăn điều, áo thắm trốn quảng ngàn, nội cấm vào ra cần môn tứ vị vua bà, công đồng thánh mẫu tam tòa, chúa tiên đền sòng sơn địa tiên, đền sòng sơn thờ địa tiên vương mẫu, chốn phủ dày nổi dấu thiên hương tình mời, thánh mẫu đệ tam xích lân lòng nữ ngự đền y thoải cung, năm quan hoàng tử tuần sắc rồng, trấn thủ năm phương quản cai, sơn hải đại sang đông cuông tuần quan thường ngàn tối linh, triều thượng tướng tiền hậu lai, lê triều thượng tướng tả ít đáo lai, hiếu mời tứ vị khâm sai, thủ đền công chúa nên tài thần ý thông, thần cung thỉnh lục cung thần nữ
lục cung thần nữ quản chư tào. Phụng sự á sớm khuya, pháp vân pháp vũ uy nghi, ăn đi bồn chi đi phi phương đi lính thiên vương đi mão sầm đại giáp đi rồng đai giáp mi lốt thoải tề ngũ sắc phi phương cung thỉnh mời bát bộ sơn trang đức hoàng cầu ô thuận tiên nương khi trầu vào ý. Đền lưng lẫy uy nghi, thổ công bản xứ linh kỳ, ngoại giang hà ba sơn kỳ thần linh. Sắc cần thỉnh thiên binh lực sĩ, thần vạn trị hùng binh, loan mời liệt vị bách binh, binh tùy binh tiếp ma hùng binh đáo đàn. Thiên chủ tống cực thập biến thiên vạn ước hà sa, nam mô đạt pha đạt tha pha rô chỉ đê án tam mạt na, tam mạt na hồng dân an phố sáng đông đi bao đầy tâm dung chơi thơ sẽ ngoan
cửa tiên
chính phủ chứng đền tay ông về người chứng phủ chứng đền sao là ông chứng tâm cho lòng thành đồ cho gia chủ bình an. Đồ chứ bình an đồ cho đôi chứ bình an chứ phú chứ quý gan đi thời trường đồ cho giúp mạnh đôi đường. Dâng lên tương lai vẫn sẽ dâng lên thành công tô đôi chép biên đã rõ ràng được cho hai chữ trường gì nhất như trường sinh châu phê nhất như trường sinh cửa nhà phú quý quang vinh đời đời phê cho giúp mắt đôi người Tức là kêu tư vấn là những cầu của pháp sư nhà và trung tâm làm hàng cho
văn đàn đến hát Tây Quỳnh, Tây Quế hát đi đâu là A Di Đà Phật. Cho là nào, đấy là mình phải sẽ bị nha ha. Tam đạo quê nhà nghĩa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gầy son chùa đặt phía sau chúng có lá trầu để xem bói quả Thank you.
Chưa,
văn đàn tiếng hát nhỉ. Đây mình sẽ giới thiệu các anh đồng bà quan nhỉ. Cũng không phải có to nhà nào ra là mình sẽ chú bà tay vái miệng kêu ngày chú thương đến cảnh cơ hàn Gia Vũ đằng ngờ
như bé. Diện này bảo đoan trang ý nghĩa.
cầm tung. Trời dân
quán xuống biển lạnh ra cơ quý điện toàn dòng dòng xích bích đua con chèo
Bạn có thể để không? Ở dưới canh dưới bảo là
sơn trang cấu hoa như thi ngân tải mã họ Nguyễn con đại đấu thì vì bác vẽ vương quan ngồi là ngôi như vương quan ngự trên quan có lẩu cuộn tấu như quan hạ trình chấp lễ chấp bái kêu chấp cầu quan độ cho hiếu được dân thôn được minh lớn cho ba họ chúng con sở nguyện ý sở cầu tàu tâm thân công tráng kiện nói với người nghe nghe người chúng thể chứng tâm tách ra trong mọi chúng con người có đồng người có đạo dân thôn bản hạ mưa không ngại mà nắng không nề như có trở về nhà nào cũng lấy đến mùa xuân ta hình thánh nga bảo miền nam cũng sống tam tai đông như bách phúc bách gia trong mọi chúng con tương nhờ là của tôn quan con là thầy quan
dòng nước sông tranh đêm ngày tuôn tranh sông bạc đầu cuồn cuộn chảy về chúng con nhớ ơn người cha sĩ nập nên tông đồng ngàn năm còn ghi nhớ quan đơn tuần người khắp bốn phương xa gần đều biết quan quân tuần người đã xây thần vương cửa sông đâu đó phụ thờ đinh giang này nơi ngôi đền thờ tuần thánh châu hồ phục dưới tam đầu quận khúc châu nền mân dân phượng muôn đôi bên quan tuần chọc sáng ngực lên sập sắc ban phao kim chi tam giới hay cho tà sát quy chỉ tính quan tuần người bạn phép muôn nay quyền người cai quan tướng chư binh là thơ ngự đồng chơi mình tuyền bóng quý nương nguy trời vì khi đoan trận phong vân thượng đồng bán dấu cứu dân quan chủ ta một quan huyền tích tường công đất cúi xin ông ban phúc hà xa xin ông mở đường ai hà cho dân Nam Việt nhà nhà trong sáng sám hối ông chẳng dám đơn sai mong ông hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt được biến tai vi thường ba con nguyện đèn hương con dân tiến cúi xin lòng thương đến đồng gia xin ông mở được thái hà đồ ai cũng được mặt hoa ra hương bốn con nguyện một lòng lòng con chỉ kính sinh lễ nghi chẳng tính với ai xin ông giáng phúc trừ tai cho con được chữ đọc tài công danh năm con nguyện trung thành với tư phụ trước hội đồng văn vu bách bánh toàn cắn cao con mở phủ tốt nhang khi làm tôi thánh không tha Thank you.
sáu con nguyện thu theo mà tiên giáo. Ông khai tâm học đạo muôn linh, khai cho được trí thông minh, khai cho sân nhân được tinh linh mới được tương. Bảy con nguyện đèn hương con dâng tiến, cúi xin lòng thương đến đồng gia. Ai mà nhầm lối truyền tha, đồ cho tín chủ được vinh hoa đời đời. Tám con nguyện theo thầy mà mãn thế, ông nay nâng cứu khổ độ mê. Xin ông lấy nước thoái để tắm cho đệ tử mọi bề được thành tao. Chín con nguyện được thông đường tô miếu, bái ông về khai chữ căn nguyên, cho bà cô ông mạnh hộ tiên hiền, thoát đường trần tục đường nên tài con không tiếc nên biết này có xa chi đâu. Đệ tử con xin quỳ gối dập đầu, mãn chiều xê bóng theo hầu tôn con. Nay giới thiên quan tuần về mà chân, ai có tà quán chục là còn riêng ai vẫn mà chưa qua kêu quan đi ngủ bệnh đã tan ngay. Chi đã dắt ngoài vòng cương tòa, hay đâu là duyên nợ ba sinh. Buồn thương thiếu bạn chung tình,